Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của tạp chí Đông y. Các bạn thân mến, đau mắt là bệnh gặp phổ biến, xảy ra ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bệnh đau mắt đỏ có thể điều trị theo nhiều phương pháp khác nhau. Và ngày hôm nay, tạp chí Đông y xin được chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách chữa đau mắt hột tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên. Bệnh đau mắt hột ở người lớn thường thấy là xốn mắt, cảm giác cộm, vướng như có bụi. Đặc biệt về chiều sẽ hay mỏi mắt, ngứa mắt. Có nhiều trường hợp nhẹ, chỉ cần áp dụng những cách chữa đau mắt hột tại nhà là có thể khỏi. Nếu kéo dài và nặng nề, khó chịu hơn thì đau mắt hột sẽ trở nên nguy hiểm. Lúc này mí mắt có thể hóa sẹo, lông mi quặm ngược gây đau và tổn thương nặng nề cho giác mạc. Vậy, cách chữa đau mắt hột tại nhà này như thế nào thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình 50g gừng tươi và ngọn cây lá mơ khoảng 4 đến 5 ngọn như các bạn đang quan sát. Giờ chúng ta sẽ rửa sạch gừng và ngọn lá mơ đi nhé. Với hai nguyên liệu này, sau khi đã được sơ chế thì các bạn gọt sạch vỏ của gừng và thái lát. Với lá mơ thì thái nhỏ ra. Chuẩn bị một chiếc máy xay. Sau đó các bạn cho hai nguyên liệu này vào xay nhuyễn. Như vậy, đây là gừng và ngọn lá mơ sau khi mình xay xong. Giờ dùng một cái bát và một chiếc lọc. Sau đó các bạn đổ hỗn hợp ra để lọc lấy phần nước cốt. Về phần bã thì chúng ta vẫn sử dụng các bạn nhé. Giờ mình cho ra một cái bát. Như vậy là chúng ta đã xong và đây là kết quả chúng ta thu được. Rất là đơn giản phải không các bạn? Cách sử dụng hỗn hợp này như sau. Với phần nước thì các bạn sẽ dùng một cái tăm bông, sau đó thấm vào hỗn hợp. Giờ chấm trực tiếp vào vị trí bị đau mắt. Tiếp theo về phần bã thì các bạn nhắm mắt lại
và đắp lên, sau đó giữ nguyên như vậy khoảng 15 phút thì rửa sạch lại là xong. Với cách này thì một ngày các bạn sẽ áp dụng 3 lần và một tuần thì chúng ta áp dụng từ 2 đến 3 lần thôi nhé. Không dùng hết hỗn hợp, các bạn sẽ bỏ đi và làm hoàn toàn hỗn hợp mới để sử dụng, không nên lưu giữ lại. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa đau mắt hột tại nhà. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.